Và bây giờ bác xin giới thiệu mọi người 4 bước cần làm trong lần đầu tiên sử dụng máy rửa bát. Thế thì bước đầu tiên sẽ có 4 bước, là bước 1 là chúng ta cần tiếp điện cho cái máy rửa bát để chống bị giật. Bước 2 đó là chúng ta cần phải đổ muối để bảo vệ máy. Và bước thứ 3 là chúng ta sẽ đổ nước bóng để cho bát nó nhanh khô và sạch hơn. Và bước thứ 4 đấy là chúng ta sẽ cho chúng ta sẽ sử dụng máy viên rửa. Thì bước đầu tiên là tiếp điện cho máy rửa bát, thì thông thường là những cái dòng máy rửa bát là đều là những cái dòng nhập châu Âu, cho nên là hệ thống điện của họ rất là tốt và họ tiếp mát rất là tốt, nó có 3 dây. Thì về Việt Nam thì chúng ta không có, phần lớn là chúng ta sẽ chỉ có 2 dây điện thôi. Thì tiếp mát có nghĩa là bước 1 là chúng ta sẽ đóng máy cọc từ đất, và bước 2 là chúng ta sẽ sử dụng một cái dây điện nối từ cái vỏ kim loại cắm nối liền với cái cọc xuống đất đấy, thì nó được gọi là tiếp điện. Ở những cái nhà chung cư thì chúng ta không có phần đất này, thì chúng ta sẽ có thể đóng xuống cái phần nào mà nó có nhiều hơi ẩm, hoặc là nhiều gia đình thì đã thực hiện thành công đấy là buộc lên cái phần chấn song của sắt, bởi vì nó cũng khá là những cái chấn song sắt ở cửa bếp. Thì đấy là xong bước thứ nhất, được là tiếp điện. Bước thứ hai là chúng ta cần đổ muối cho máy rửa bát. Thì đây là một cái bịch muối cho máy rửa bát. Thì cái muối cho máy rửa bát này là có nhiệm vụ là làm tan vôi ở trong nước những cái cánh quạt này sau một thời gian, cũng giống như là những cái siêu nước của nhà chúng ta ấy. Mà sau một thời gian là nếu mà chúng ta không vệ sinh hoặc là nước của chúng ta không tốt thì nó sẽ bị bạc trắng vôi của ở đây đi. Thì chúng ta sẽ phải đổ muối này. Đây đổ muối, đây thì đây là cái khay đổ muối, và chúng ta sẽ đổ muối vào trong cái khay đổ muối đầu tiên này. Thì là lần đầu tiên sử dụng là máy mới là không có nước, thì chúng ta sẽ phải đổ một cốc nước vào. Chúng ta đổ một cốc nước vào cho máy mới. Sau khi mà nó đã có một chút nước ở đây rồi đấy, thì chúng ta bắt đầu là đổ muối. Thì mọi người có thể mua cái, bên mình có một cái muối này, nó là muối 1,5 cân, thì mọi người đổ vào đấy. 1,5 cân thì ta đổ khoảng đổ nửa hộp. Thì cái muối này nó không tốn, nó giá nó không quá đắt, nó chỉ khoảng 180.000 cho đến 210.000 một hộp. 1,5 cân này dùng được khoảng 3 đến 4 tháng. Sau khi mà đổ xong thì chúng ta nhớ là chúng ta phải lắp kỹ, bởi vì là phần nước bẩn nó sẽ tràn vào khoang muối thì nó hại cho máy. Như vậy đây là bước 2, được gọi là đổ muối để bảo vệ máy. Và sau khi đổ muối thì nó có thêm một cái bước nữa, được gọi là bước điều chỉnh cái lượng muối ở trong máy. Thì ở trong video khác thì mình đã hướng dẫn cái phần này rồi, thì mọi người sẽ xem ở những cái phần danh mục của mình. Và bước thứ 3 đây là chúng ta đổ nước bóng. Thì nước bóng đây là một chai nước bóng 800ml dung chảy. Thì đổ nước bóng, thì nước bóng nó có tác dụng là, thứ nhất là nó làm rửa trôi những cái phần viên rửa vẫn còn sót lại, và cái phần thứ hai nó làm tăng cái tốc độ bay hơi của cái phần của khi mà sấy. Và đặc biệt là cái nước bóng này nó làm cho bát chúng ta nó bóng như là ngày đầu tiên chúng ta mua cái bát về đấy, nó làm rất là bóng. Thì đây là cái khay này được gọi là khay bóng, còn khay này là khay chứa viên rửa bát hoặc là gel rửa bát đấy. Thì đây là khay bóng, chúng ta mở khay bóng và chúng ta sẽ tiến hành đổ đầy khay bóng này. Khay của mình đã đang đầy rồi, cho nên là mình sẽ đổ trước thôi. Chúng ta đổ thật đầy. Sau khi đổ đầy xong rồi thì chúng ta đóng lắp là chặt. Và cái mức chỉnh bóng này thì chúng ta lại lên chỉnh bóng, chỉnh cái mức bóng xuống đến cái mức 2 thôi. Thì ở trong video khác thì mình đã nói chi tiết về cách đổ bóng và chỉnh lượng bóng rồi. Còn bước thứ 4 đó là chúng ta sẽ sử dụng cái viên rửa bát. Thì cái viên rửa bát thì mình lấy ví dụ đây là một cái viên rửa bát, là Finish Quantum này, thì nó đã có chứa cả cái gel bóng và muối rồi. Thì đây là cái khay, được gọi là khay chứa viên rửa bát. Thế thì thông thường là cái máy này là máy 13 bộ, là sử dụng 2 mâm cỗ.
Bình thường thì gia đình chúng ta sẽ sử dụng một mâm cỗ một bữa thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ cắt nhỏ cái, cắt đôi cái viên này ra, chúng ta sẽ cắt đôi cái viên đấy, và mỗi bữa thì chúng ta sẽ sử dụng có nửa viên thôi, và chúng ta cho vào đây đấy. Và chúng ta nhớ là chúng ta phải nhớ đậy lắp lại đấy, đậy kín lại, và đến cái đúng cái chu trình rửa thì cái phần này nó sẽ tự hé ra. Và lưu ý rằng là với những người, với những người mà lần đầu tiên sử dụng cái máy rửa bát, thì chúng ta lưu ý rằng là cái khay này này, khay này là cái khay người ta gọi là khay là không được để đồ bất kỳ gì trên đây, để cho cái phần lắp này nó sẽ tự hé và nó tự bung ra được đấy. Thì mọi người chú ý cái phần đấy. Thì đấy là cái phần chú ý về 4 bước mà lần đầu tiên sử dụng máy rửa bát. Như vậy mình nhắc lại dùng có bước 4 bước này. Bước 1 là tiếp điện cho máy. Bước thứ 2 đấy là đổ muối. Bước thứ 3 đấy là đổ bóng. Bước thứ 4 đấy là cho viên rửa bát. Thì đây là cái bước 4 bước rất là cơ bản mà trong quá trình sử dụng máy rửa bát mình thấy là các gia đình phải làm. Và hy vọng rằng là video này hữu ích cho mọi người, và chúc mọi người sẽ sử dụng cái máy rửa bát này như là một cái thiết bị gia dụng hữu ích hàng ngày. Thì rất là cảm ơn mọi người.